Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với đi review nha. Và mình là Monster đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi nói tới một sản phẩm đã được ra mắt cũng khá là lâu đến từ nhà Apple. Và đó chính là chiếc iPhone 6s. Để xem là trong thời điểm hiện tại thì với mức giá rẻ của iPhone 6s và cũng như là những hiệu năng mà chiếc máy này mang lại thì thật sự là nó có đáng cho chúng ta sở hữu để trong công việc làm việc nè, một số mặt khác chẳng hạn như là giải trí, chơi game này nọ, thì nó có xứng đáng hay không? Ngoài trừ cái việc nghe gọi ra nha. Ok, còn giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video ngay bây giờ. Đầu tiên thì nếu như bạn nào chúng ta muốn tham khảo mức giá của iPhone 6s thì các bạn có thể tham khảo trực tiếp tại cửa hàng di động thông minh. Hiện tại thì bên mình đang kinh doanh những dòng iPhone 6s, iPhone 6s Plus và ngoài ra nhiều sản phẩm iPhone khác nữa. Các bạn có thể tham khảo bằng cách bấm vào đường link mình để sẵn dưới phần mô tả video nha. Rồi, còn bây giờ tôi sẽ quay trở lại với chiếc iPhone 6s mà mình đang có trên tay. Và trong video này thì mình sẽ có 3 mục chính chia cho các bạn. Thứ nhất đó là về mức giá tiền. Trong phân khúc giá này thì chúng ta sẽ có những sản phẩm nào để cạnh tranh. Cái mục thứ hai đó là về khả năng làm việc. Chúng ta mua cái sản phẩm này về để mà đáp ứng nhu cầu làm việc của chúng ta thì nó sẽ đáp ứng như thế nào. Cái thứ tư đó là về mặt giải trí, xem phim, chơi game này nọ thì nó đáp ứng cho chúng ta như thế nào trong phân khúc giá này nhá. Rồi, ok, và chúng ta sẽ đi đến với mục đầu tiên, đó chính là mức giá tiền hiện tại của chiếc iPhone 6s. Với mức giá mà hiện tại iPhone 6s đang có là tầm khoảng 3 triệu hơn. Vậy thì chúng ta sẽ lấy mức giá tầm khoảng 3 triệu. Thì trong phân khúc giá 3 triệu này chúng ta sẽ có những chiếc máy chẳng hạn như là Mi A2 Lite này, Oppo A3s này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một số những chiếc máy khác chẳng hạn như là Nokia 3.1 Plus, rồi Nokia X5, rồi Redmi 6. Đấy, rất là nhiều những chiếc máy có thể có những mức giá rẻ dưới 3 triệu hoặc là tầm 3 triệu để có thể cạnh tranh với cái sản phẩm iPhone 6s này. Thì trong phân khúc giá này mình nhấn mạnh luôn là hoàn toàn sẽ khó có cái sản phẩm nào có thể qua nổi chiếc iPhone 6s của chúng ta về mặt hiệu năng và cũng như về mặt trải nghiệm và nó ở một sao. Còn nếu như để xét về trong mức giá này, mình cần một chiếc máy mang lại cho mình một cái thiết kế thời thượng, mang lại cho mình một cái trào lưu theo phong trào, thì mình nghĩ rằng sản phẩm iPhone 6s đã quá lỗi thời, sẽ không thể đáp ứng được cho chúng ta. Thứ nhất đó là về cái thiết kế quá cổ điển, thứ hai đó là thiết kế màn hình quá nhỏ, sẽ khó có thể nào chúng ta có những trải nghiệm tốt được. Nhưng mà trong khi đó, trong mức giá này chúng ta sẽ có Oppo A3s này. Các bạn thấy là tầm giá 3 triệu thì chúng ta có Oppo A3s. Màn hình thiết kế lớn, tai thỏ, màu sắc thì rất là bắt mắt. Ngoài ra cấu hình vừa đủ dùng. Đấy, vừa đủ dùng trong phân khúc giá, hoàn toàn sẽ đáp ứng rất là tốt cho chúng ta. Đấy, nhưng để mà xét về tới vấn đề thứ hai đó là về khả năng làm việc, thì các bạn cũng đã biết rồi, trong quá trình làm việc thì chúng ta sẽ có những cái gọi là như thế nào, đăng hình, đăng ảnh nè, rồi cái thứ nhất nè. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có sử dụng những cái phần mềm làm việc, trong đó chúng ta sẽ có Word nè, Excel nè, PowerPoint nè, hoặc là chúng ta sẽ cần một số những cái ứng dụng với cái khả năng chạy nó mạnh hơn và nhanh hơn để mà mang lại chúng ta nhiều hiệu suất làm việc tốt hơn. Thì iPhone 6s hoàn toàn sẽ mang một cái cấu hình đáp ứng đầy đủ chúng ta. Với iPhone 6s thì chúng ta sẽ được trang bị con chip là Apple A9. Ngoài ra thì máy chúng ta sẽ có dung lượng RAM là 2GB và phiên bản bộ nhớ thì các bạn có thể tùy chọn. Cấu hình thì thực sự máy có thể đáp ứng tốt, nhưng để xét về cái khả năng làm việc ở trên máy, không gian làm việc và cũng như thời gian sử dụng và cũng như thời gian làm việc ở trên máy thì mình đánh giá không cao và chắc chắn là iPhone 6s chúng ta sẽ bị thua thiệt. Màn hình của máy thì chỉ có kích thước là 4.7 inch, nên vì thế là các bạn sẽ không có quá nhiều không gian để chúng ta có thể xem và cũng như là làm việc ở trên chiếc máy này một cái cách thoải mái nhất có thể. Dung lượng pin thì chỉ nằm ở mức 1715 mAh, quá hẹo, một cái thời gian không mấy nhiều để cho chúng ta có thể làm việc lâu dài trong một ngày được. Và chắc chắn trong quá trình làm việc các bạn sẽ phải sạc từ 2 tới 3 lần nếu như các bạn làm việc nhiều nhá. Như vậy là đối với cái phần làm việc thì các bạn cũng đã có thể thấy rõ ràng cái sản phẩm iPhone 6s này của chúng ta nó phù hợp đối với những ai rồi và nó có đáng chúng ta sở hữu mua khi chúng ta làm việc hay không. Còn đối với vấn đề giải trí thì như thế nào? 4.7 inch độ phân giải HD và chúng ta sẽ sử dụng tấm nền là IPS LCD. Về cái khả năng hiển thị và cũng như màu sắc ở trên iPhone thì mình đánh giá khá là cao, bởi vì từ trước tới giờ iPhone luôn cho mình những cái màu sắc tươi tắn và cũng như là mình có thể xem phim một cách tốt nhất nè, có thể trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời ở trên những sản phẩm iPhone. Trừ khi các bạn gắn cho chúng ta những cái màn hình nó lô thì cái màu sắc của nó không có được tốt như là cái màn hình zin đó, thì mình không nói nhiều. Còn đối với những chiếc máy nào mà zin căn bản của nó thì đều mang lại chúng ta những trải nghiệm tốt nhất ở trên phần màn hình này. Và chụp hình thì máy hoàn toàn đáp ứng đầy đủ, chỉ có điều là iPhone 6s thì chúng ta sẽ không có camera kép này nọ, nên vì thế chúng ta sẽ không thể nào có thể xóa phông hoặc là chụp ra những bức ảnh với cái kiểu chụp nó đẹp hơn. Nhưng trong cơ bản thì iPhone 6s vẫn mang lại chúng ta một cái chất lượng hình ảnh cao. Đủ đầy khi mà mang độ phân giải 12 megapixel cho camera sau, và máy sẽ có thể quay phim với độ phân giải 4K 30 frames.
Camera trước sẽ có độ phân giải là 5 megapixel. Về những thao tác chụp ảnh selfie, video call thì máy hoàn toàn đáp ứng rất là tốt. Còn về khả năng chơi game thì các bạn cũng có thể thấy là mình đang trải nghiệm chơi game ở trên chiếc iPhone 6s này. Một trong những cái điểm mà mình không thích và chắc chắn là cái máy này nó sẽ xảy ra, đó là máy nóng lên khá nhiều và khá nhanh. Với con chip đã được ra mắt cách đây rất là lâu năm, khi mà chiến cái tựa game hot nhất trong thời điểm hiện tại đó là PUBG, thì với mức đồ họa và cũng như là cái hiệu năng cần thiết ở trên chiếc game này, nó hoàn toàn có thể cho là vượt tầm một tí xíu đối với lại chiếc iPhone 6s này của chúng ta. Nhưng đối với cái cấu hình hiện tại, iPhone 6s không phải là không cân nổi, hoàn toàn để cho chúng ta có thể trải nghiệm được ở trên sản phẩm này. Nhưng để mà chơi game một cách tốt nhất có thể thì chắc chắn là sẽ không. Màn hình bị giới hạn và cũng như là cái hiệu năng mà chiếc con chip này mang lại chúng ta vẫn chưa đạt tới cái mức độ cao để mang lại chúng ta những trải nghiệm tốt nhất. Nhưng nó hoàn toàn vượt trội hơn so với lại cái sản phẩm Oppo A3s hoặc là một số những sản phẩm khác trong cùng phân khúc giá như thế này. Mình chơi game thì hoàn toàn rất là mượt mà, mình không bật lên đồ họa cao, bởi vì nếu như các bạn biết là bật lên đồ họa cao, máy nó sẽ càng nóng hơn và nó sẽ xảy ra tình trạng bị drop khung hình. Và thứ hai đó là hết pin cực kỳ nhanh luôn. Ui chà, cái đặc biệt nhất là cái hết pin. Mình thề là nó hết pin rất nhanh và mình phải nói là nó tuột pin như tuột quần vậy. Mình rất là sợ. Ngoài ra thì về vấn đề khác, chiến game Liên Quân Mobile này nọ thì máy vẫn giữ cho chúng ta một cái độ FPS rất là ok. Tổng hợp lại thì như thế nào đối với sản phẩm iPhone 6s của chúng ta? Các bạn có thể thấy là với mức giá hiện tại nó đã rất rẻ, ai cũng có thể sở hữu được nó, và chúng ta mong muốn sở hữu một cái sản phẩm Apple để mang lại chúng ta những trải nghiệm về mặt sử dụng hàng ngày nhanh nhẹn một tí xíu. Cái gì nó cũng tốt tốt, phần cứng thì có thể sử dụng lâu dài. Và thật sự iPhone 6s vẫn đáp ứng đầy đủ cho chúng ta. Rất nhiều người không chỉ mua iPhone 6s nhé, họ còn đã mua, họ còn tìm kiếm và mua sản phẩm iPhone 6, iPhone 5, 5s này nọ nữa. Nên vì thế là iPhone 6s vẫn rất là ngon lành trong phân khúc giá và đáng mua. Tuy nhiên, nếu như các bạn cần làm việc thật sự ở trên chiếc máy của chúng ta và cũng như là nhu cầu giải trí cao thì thật sự iPhone 6s sẽ không xứng đáng cho các bạn để mà các bạn sở hữu. Và nó hoàn toàn chỉ là một chiếc máy sử dụng phụ thêm để các bạn có thể nghe gọi và làm việc thêm một tí xíu. Chứ sản phẩm iPhone 6s này mình nói thật luôn là nó sẽ không thể nào thay thế được cho các bạn những cái sản phẩm cao cấp để mang lại chúng ta những cái trải nghiệm tốt nhất cũng như là những cái hiệu suất làm việc tốt nhất. Bạn nào mà chúng ta cần những cái gì gọi là mạnh mẽ để mang lại chúng ta trong công việc hoặc là trong nhu cầu giải trí thì các bạn nên tham khảo cho mình một số những sản phẩm với cái mức giá cao hơn. Và bạn nào chúng ta không có đủ tiền thì có thể tham khảo hỗ trợ trả góp lãi suất bên mình. Đấy. Còn iPhone 6s này thì nó sẽ không phù hợp đối với những bạn nào có nhu cầu cao nhé. Nó hoàn toàn phù hợp với những bạn có những nhu cầu phổ thông bình thường tầm trung, như học sinh nè, cần máy để nghe gọi làm bài tham khảo này nọ, lên web nghe nhạc rồi xem phim này nọ sơ sơ và giải trí nhẹ nhẹ thì nó rất là phù hợp. Hoặc là người lớn tuổi một cái thiết bị nhỏ nhỏ để mà bỏ túi này nọ thì vẫn rất là phù hợp nhé. Rồi, và các bạn xem xong video này thì các bạn nghĩ sao về sản phẩm iPhone 6s này? Và với các bạn, nhu cầu sử dụng của các bạn và cũng như thì giá tiền mà các bạn có lựa chọn sản phẩm iPhone 6s này hay không? Hay là các bạn sẽ chọn một sản phẩm khác? Các bạn đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau bàn tán về sản phẩm iPhone 6s này và cũng như là bàn tán về những sản phẩm khác trong cùng phân khúc giá nha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu như các bạn thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh DReview để nhận thêm những video mới nhất từ bên mình. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye nha.